KT3 là gì? KT3 là sổ tạm trú dài hạn được cơ quan có thẩm quyền của nhà nước cấp dành cho các đối tượng sinh sống và làm việc lâu dài tại một tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương, không phải là nơi mình sinh ra và đăng ký hộ khẩu thường trú. KT1, sổ KT3 không xác định thời gian tạm trú là trong bao nhiêu lâu, được áp dụng trên toàn lãnh thổ Việt Nam và dành cho công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ví dụ, bạn sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, bạn có sổ hộ khẩu là người Hà Nội. Hiện nay bạn đã và đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh trong kế hoạch phát triển bản thân, bạn cần ở lại và làm việc lâu dài tại thành phố Hồ Chí Minh như vậy, bạn là một đối tượng cần được đăng ký và cấp sổ KT3 theo quy định hiện hành của nhà nước.